Ok, Hiển Nguyễn lực Tú với lực Nguyễn Hiển. Cái này là 24 chai nha. Đội này đó. 24 chai thôi hả? Thì có chắc. Chai, phải nói là chai Golden Blue hay là Blue Label gì chứ. Đâu ra lại bên kia. Không biết. Anh cổ hay gì? Không phải ba chai. Cái một chai tôi giữ. Cái 015. Mới cười rồi. Cái 015 Tú sớm. Quánh với xanh ok. Quánh với Hoàng Quế thì hơi nặng hơn chút.
không chịu nữa. Nhưng mà nữa. Cáp vậy mà không không chịu với chú bỏ vô ngồi bên sáng luôn. Anh lên màn ảnh mê quay phim mà. Dạ đồ trận thấy thôi. Còn là cái chợ. Thôi biết sớm được ơi. Chi cà phê với tư đó. Quẹn quẹn em coi cái dây có đứt dây không, anh cho em cái dây khác là dưới. Anh về anh nói có phải là chuyện thắng. Ai Tú ơi, good, good. Một hai với Tú hả? Hai một. Lưới hay. Lưới hay bắt xà. Đó, chứ còn cỡ hai lưới như này. Ok, hiện sơ, 2-1. Hai lưới lên đi. Lên không, vũ chấp phong bây giờ tặng lại cái phong luôn á. Vũ phong này phong đúng không? Ừ, tặng lại cái phong luôn á. Vũ phong chơi luôn. Chơi ok, ở trước mình hai chú gà hỏi hỏi sư phụ của gà phèn đây mày hả? Không cần đánh không cần lưới cho anh Thái phong gà phèn. Anh phong gà phèn làm gì? Người ta chắc mình cái phong trước, mình trước đi. Ăn từ từ đi. Vũ phong mà mở ép được như vậy. Từ từ. Ông cáp, xếp trên lần. Bữa nay quá đánh nhau. Từ này 40 lon, từ sau 80 lon vậy đó. Tôi đâu đánh. Nó lon bia đó. Cáp ác quá đánh nhau. Được không? Vũ tặng phong đúng không? Không. Lon. Từng lít gì? Đủ. Trời. Mình cho từng lít để lại cho mọi người coi coi Vũ không cỡ nào và Vũ lên lưới cỡ nào. Không, cả Vô đi, có phải không? 45. Chiều nay chiếu trận này là liền nha. Dạ. Trận này mình chiếu có khán giả vô. Dạ. Với người ta sẽ nói cái tỷ số của thường. Dạ. Hay quá. Vô lên. Rồi, bỏ. Hay quá. Ai đi? Rồi, chạy rồi. Đánh nguy hiểm là phải lên. 2-1, 40-30. Bữa nay đi rồi từ sau mua bia từ sau uống. Mai video này nhắn khán giả là nhớ chụp ra nè, phải nhắn liền liền vậy nó mới nhớ cho nó coi từ từ đó. Chụp ra. Em quá đeo bọt luôn, lấy ăn uống. Nguyễn ơi. Ê. 3-1. Nguyễn Nguyễn. Tổ 2 là nó thách rồi. Tú vô bóng 1-3. Tú vô bóng 1-3 nha. Cửa mới lên nha, bật nó rồi. 4-1. Anh Dương 2 sao 4-1. 5-2 rồi đó. Xém xong. Rồi, 15.
15 off. 1-3 15 off. Anh rồi nó giống nhiều loài lắm, nó rất nhiều level lắm. Rồ mà mới rồ thôi, giống như là đấu tông mà đấu tông cấp 1 khác mà đấu tông là mà sẽ đỉnh phong nữa khác. Mấy rồ là đứa nào cũng thân chứ. Hay tốt. Em bớt lót chút đi Nguyễn. À, 3-2. Ông đâu có mua bên đâu, ông đứng không chỗ. Mà biết là mình sao mà ông canh nóng hư nhiều không? Tại cái nếu mà cái game đầu mà mình giúp mình ăn cái thế trận cái khác, đâm trên đầu lưới, mình bán hư nhiều quá. Cũng là tại mày, ý anh đang tới cái nơi đưa bàn nè, đưa bài nè, đánh luôn nguyên một tầng luôn. Dạ, được có 150 nha, theo đại 200, chết luôn. Okay, Nguyễn serve 3-2. Nguyễn serving 3-2. Không có lớp mà 39 chiêu là lớp á. Không có nó lớp mà 39 chiêu là lớp rồi. Giờ thằng Lý làm gì? Ao. Có banh đâu mà. Dạ. Love 15. Love 30. Vô rồi. Vô rồi. Từ lại là phép thôi. Hồi cái video này ra cái độ này mà nghe tiếng nói của mấy này không? Tại chứ nghe gì đâu. Đúng rồi đó. Đúng không ơi. Love 40. Nhẹ mà nhọn. Hay lắm em ơi. À, 040. À, 32 040. À, 54. Okay, ba đều. Ê, nhà anh chị đúng không? Để chị là phải lót. Lực serving 3 đều. Mai có ra không? Đánh với thằng mình phải không? Ừ, dạ đây. Cái thằng này cũng chả có phong. Cứ thế thôi. Em nói thiệt anh á. Nó độ nào, độ mấy đứt hả? Ừ. Độ nhỏ hơn 4-4. Cái gì chứ? Mũ nói mà mũ có cái gì? Bây giờ mới chẳng có cái gì vậy? À, 15 lờ. Đúng rồi. Hai thằng mà lưới hay nhất đó là không. Hay nhất rồi. Lưới là cái hay lưới. Đó. Quá quá nó dễ chứ không. Có cái này. Ngồi suy nghĩ. Thua vô vậy hay có không? Không. Phải đánh lưới có đập chết hay không nơi không? Chết chứ, gái đập mà để banh thôi. Một là chỉ có có nghĩa lại thôi, gái phích tiêm phích tiêm đi. Gặp hèn với lại Thái. Ở đây Khương với Vũ. Gặp hèn với Vũ hỏi bên một phong. Gặp hèn với một phong. Vũ phong. Phong. Thái. Hai phong như này. Anh thấy bên này có cái già.
Vũ Phong nói thiệt đi. Vũ Phong được rồi. Anh đừng có vì anh gà phèn mà anh nói. Em nói thiệt, đánh mây chích em đánh. Đâu có đang hỏi là quá cương có lên lưới hay không hay cương xuống dưới. Anh nói vậy đó mà anh đâu có đang cài ấy là cái bổn này. Anh không thấy bên em ăn chỗ nào hết trơn á. Cương á. Bên em này không có chỗ anh. Bên này có chỗ hắn không? Không thiệt, bây giờ cà phê đứng dưới bông nó nhảy nhảy đâu làm gì được đâu. Em đứng dưới bông mà em đụng được lên lưới đâu. Em ngắt ba cái rồi hai gà này hết săn liền. Đó. Mà Khương thì đâu lên lưới, Khương đâu có cần lên lưới. Thì bởi giờ bên em là quân hai phong rồi. Hai phong cũng chết nữa. Cảm ơn em ơi. Đó. Bật theo xe. Có đồ rồi. Có đồ rồi. Có đồ rồi. Anh đông bên này. Alo. Anh với bệnh là thắng thua cũng đi chậu cả. Gà đổ thắng thua cũng đi chậu luôn. Rồi, okay. Một, rồi. Vậy ngày mai có gặp không? Mấy giờ? Chủ gì á? Nè. Là đi theo á là phải trả tiền bia. Mà vai chính là trả tiền mồi. Rồi đi. Thôi chuẩn đề cái chuyện. Rồi đi. Bên đỉnh có à bệnh có ông bầu. Nhưng mà ở trên này chính là bia với mồi nó dính là một cục cái bộ. Hả đâu? Trời ơi, đánh cái gì đánh mày chết là đi liền. Cái đứng dưới nó kêu không. Ăn cơm ăn mình đánh. Bên đó kêu bên mình kêu không làm gì của anh. Hả đâu? Tôi quấn bên em đâu em. Đâu, tôi đứng thẳng vô luôn chứ. Tôi có lưới mà. Tôi đâu lên lưới đâu. Jane, 3-4. Mình chém. Giống như hồi nãy mình khuyên vậy. Phải chờ chứ không? Phải chờ. Tôi đã nói được chấp một cái chân mà đánh cái thằng này dưới tốc độ với cái gì nó spin nữa. Cái người mày ra nha, mày phải nha, mày em ra con đường em cũng ra. Nhưng mà mình đánh nhau thôi, buổi tối mình đi luôn hả? Cái này là thâu hết tiếng của mấy anh này luôn. Uber commentator. Đánh đó là hy vọng hai anh đừng có cầm làm. Ok, hiện serving 3-4. Mình biết bạn mình đấy. Hai người này mà hai người này mà nó không cầm ràm là chuyện lạ đó. Mình chơi cầm ràm nó khua nha. Bắt con có cầm ràm hay không? Mình muốn là không bao giờ làm cái video xong tắt. Bạn con nói chuyện cầm ràm hay không cầm ràm. Khoái cái comment chơi đó đâu ơi. Mình muốn là mình muốn là vui vẻ ra chỗ. Rồi đây, cứ đánh đi. Đúng rồi, cái like là trong 10 phút. 4-3 phút cầm ram hay không? Cầm ram đâu không nha. Nói chứ giờ bè nào có cầm ram là chứ điều kiện là phải dán cái thám vô cái miệng rồi. Ăn từ đầu đến đuôi cầm ram. Đúng rồi đó. Ăn từ đầu đến đuôi gì cầm ram. Tiếp xin rồi. Tăng cái đầu lên luôn. Ai thua thì đổi. Ai không? Không không có cả. Không có thế gì. Ai không cường không lấy gì. Không không không. Mình nói cái lưới đó thua. Quýnh liếp rồi không đánh rồi. Quýnh liếp rồi ok. Đây không có phải có lưới hay mà. Thôi lực á. Ai đúng rồi. Đó là đổi là thái là kiếm cách cho bên đó ăn thôi. Chứ còn anh Phong mà đánh đánh Phong thì đánh khỉ gì. Hai con gà lưới đánh cho ai đánh Phong hay. Coi nè nha. Xuân Nguyễn ơi. 5-4. Trong cái sân này luôn, anh đánh hoài thôi, đánh thì nó bỏ ngay rồi đó. 5-4. Đến serving. Nhưng mà bên đó nó cũng đâu biết được em. Có lót không à? Nói chung là lót thì nó giống như cái phòng nó sẽ giống như luôn vậy. Ai đâu? Anh đi mình đâu bỏ nhỏ. Vũ bỏ nhỏ chạy chết mẹ luôn. Đâu gì đâu, phải đi uống đi. Hết rồi. Four two yeah out. Okay, sorry. Okay, bye guys. Bye bye. Anh ngon anh ngon. Mai con gà nào không ra là bên đó thua đó. Four. Tối nay nhậu nhiều nha con. Tối nay nhậu nhiều nha. Okay. Okay, 4-4. Two serving.
bốn đều anh. 15 trong 4 đều. Ờ, 15 đều. Anh đánh mấy anh không rồi, anh không đánh được mấy đều. Đánh được 3 cái là cùng, nhưng mà em đâu có, em không có được, bên em cũng giết được. Bên em không giết nhưng mà bên em... Ơi Nguyễn ơi. Ừ, được, có ai lưới đâu mà hữu. Được chứ. Ờ, 15-30. Bên em gặp em ở đâu cần né ai đâu. Ngày mai nè, ngày mai em coi nè, anh em sẽ trả lời cho anh biết tại sao bên này thua. Bên em có nguyên hũ gạo đây nè, đưa lấy cái gì mà ăn. 540, 15-40. Hiện Nguyễn đã dẫn 5-4. Hiện sơ 5-4. Nguyễn sơ 5-4. Ê, hai lượng ơi. Good try. Tôi đi xe chi thể lực. Đánh chứ, sao đánh vậy? Đánh không? Muốn đánh cô? Về khỏi anh. Thấy vậy? Sau này vô đánh chơi. Còn ai nữa? Cô con má quá trời trời gà nữa. Tôi đi 15. Mày đang mày cứ đánh mấy gà trên trên mày kéo đánh mấy gà xuống bụi hoài đánh nữa. Set coin. Four five.
Không. Ờ, ai đi. Con gái, bố đang đi về đây con. À, ba con. Bây giờ ơi. Đây không? Mời gặp. Mời gặp. Rồi. Gì Max 64 Hiển Nguyễn. Có mặc quần short được rồi, không cần mặc quần dài.